Man Channel, welcome. Nó có phải là em, người con gái anh từng quên? Và nó có phải là em, gửi gắm trong tim biết bao lời hứa hẹn? Vẫn giọng nói đó, vẫn khuôn mặt đó, nhưng đã lột xác thành người khác. Vẫn nhịp tim đó, vẫn hơi thở đó, nhưng trước mặt anh là kẻ bồn bạc. Và nó có phải là em, người con gái anh từng quen? Và nó có phải là em, gửi gắm trong tim biết bao lời hứa hẹn? Vẫn khuôn mặt đó, vẫn giọng nói đó, nhưng đã lột xác thành người khác. Vẫn nhịp tim đó, vẫn hơi thở đó, nhưng sao cảm thấy thật đáng sợ? Em có biết rằng em đã thay đổi từ khi em quen con nhỏ đó? Em thì ăn học, nó thì ăn chơi, chênh lệch cả hai thực sự không hề nhỏ. Ngày tháng trôi qua anh thường khuyên nhủ, chọn bạn để mà chơi, nhưng đâu rồi cũng vào đó. Thực sự anh nói bao nhiêu thì đối với em cũng cạn lời. Cô sinh viên chăm chỉ học hành, lo lắng cho tương lai, đâu đó cam dỗ cuộc sống nó đã cướp mất đi em. Chớp mắt thấp thoáng không ngần ngại, đứng trước mặt anh là con người khác. Nó không phải là em, lương tâm lạnh nhạt, lời lẽ chua chát. Không phải là em, phân song cao gót trong diện là những gì em đang thích. Đam mê giàu sang ham muốn tiền bạc làm con người em nó chuyển dịch. Người ta nói á, ở gần mực thì đen, còn gần đèn thì sẽ sáng. Chơi với bạn xấu thiên hạ đàm tiếu, nói ra nói vào nói chung điều đó em không ngoan. Có mắng bao nhiêu, có chửi bao nhiêu, làm tiếp bao điều thực sự chẳng làm em hoang mang. Lúc trước em vẫn khuyên anh tránh xa rượu bia với thuốc lá, nhưng bây giờ những thứ như thế mâm nào thì em cũng có cả. Nó có phải là em, người con gái anh từng quen? Và nó có phải là em, gửi gắm trong tim biết bao lời hứa hẹn? Vẫn giọng nói đó, vẫn khuôn mặt đó, nhưng đã lột xác thành người khác. Vẫn nhịp tim đó, vẫn hơi thở đó, nhưng trước mặt anh là kẻ bồi bạc. Và nó có phải là em, người con gái anh từng quen? Và nó có phải là em, gửi gắm trong tim biết bao lời hứa hẹn? Vẫn khuôn mặt đó, vẫn giọng nói đó, nhưng đã lột xác thành người khác. Vẫn nhịp tim đó, vẫn hơi thở đó, nhưng sao cảm thấy thật đáng chát. Rồi em vứt bỏ đi chuyện học hành, ba mẹ vẫn mong chờ, chạy theo phù phiếm xa ho, em nói em đang thực hiện một ước mơ. Ước mơ của em là xe hàng hiệu, là đi xe hơi cùng với đại gia, có đúng không? Bán rẻ thể xác để được đổi giác, nhân đôi cuộc sống bằng cách như vậy, có được không? Thực sự lời nó có tác dụng khi mà đồng tiền được đi kèm theo. Lời nó anh vô giá trị, bởi vì cha mẹ sinh ra anh nghèo, không thể giữ được tâm hồn, đành để đam mê đầu độc đi em một cách đau đớn. Vứt hết tất cả để anh bước đi thật xa, tìm lại chuỗi ngày yêu thương chìm trong im lặng, những lúc ta yêu nhau mặn mà. Chắc giờ em đang náo nhiệt cùng với tụi nó tại vũ trường hay quán bar, đâu hay câu kể đau đớn khi nhìn thấy em lột xác dần dần trở thành con người xa lạ. Vệt nắng cuối trời vẫn là những gì còn đang sót lại trong suy nghĩ. Biết đến bao giờ, biết đến khi nào em thoát được cơn mộng mị? Đó là câu hỏi anh tự đặt ra cho em, chẳng biết khi nào câu hồi kết. Thực sự bây giờ rất mỏi mệt. Nó có phải là em, người con gái anh từng quen? Và nó có phải là em, gửi gắm trong tim biết bao lời hứa hẹn? Vẫn giọng nói đó, vẫn khuôn mặt đó, nhưng đã lột xác thành người khác. Vẫn nhịp tim đó, vẫn hơi thở đó, nhưng trước mặt anh là kẻ bồi bạc. Và nó có phải là em, người con gái anh từng quen? Và nó có phải là em, gửi gắm trong tim biết bao lời hứa hẹn? Vẫn khuôn mặt đó, vẫn giọng nói đó, nhưng đã lột xác thành người khác. Vẫn nhịp tim đó, vẫn hơi thở đó, nhưng sao cảm thấy thật đáng chát.